Với tinh thần tri ân và báo ân, tối ngày 19 tháng 11, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Dịp này, Học viện cũng tổ chức lễ khai giảng hệ sau đại học khóa năm 2022-2025 và gặp mặt cựu tăng ni sinh hệ cử nhân Phật học khóa 7 2014-2018. Tham dự buổi lễ có Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Thượng tọa Thích Đức Châu, Thượng tọa Thích Nguyên Thanh, Giảng sư Học viện, Giáo sư Lương Gia Tĩnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực, cùng quý giáo sư, giảng sư đại diện Hội đồng Điều hành Khoa học, Văn phòng và Tăng Ni sinh Học viện. Tại buổi lễ, Tăng sinh Thích Tục Khôi đã đại diện cho gần 500 Tăng Ni sinh của Học viện, dâng hoa chúc mừng và cảm niệm công ơn giáo dưỡng của Chư Tôn Đức, các vị giảng sư đã dành hết tâm huyết cho sự nghiệp đào tạo tăng tài. Bên cạnh đó, các tiết mục văn nghệ với các bài hát ca ngợi đạo Phật, ca ngợi tình thầy trò đã giúp cho buổi lễ thêm trang nghiêm, thành kính, thắm tình thầy trò, huynh đệ đồng tu. Trong thâm tình đó, Hòa Thượng Viện trưởng đã có lời đạo từ, sách tấn tăng ni sinh cần phải nỗ lực cố gắng tu học, trau dồi giới đức để đền đáp công ơn tam bảo, đem kiến thức và kinh nghiệm tu tập để hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sinh. Cũng tại buổi lễ, Đại Đức Thích Đạo Mẫn, Chánh Văn phòng Học viện đã công bố quyết định công nhận kết quả tuyển sinh hệ sau đại học khóa năm 2022-2025 có 41 học viên trúng tuyển, trong đó có 36 tăng ni và 5 cư sĩ Phật tử. Đây chính là tấm lòng của các thế hệ tăng ni sinh của học viện đối với quý ngài và làm gắn kết thêm tình thầy trò, tạo khí thế thi đua học tập cho tăng ni sinh các khóa. Buổi lễ khép lại với không gian ấm cúng và hoan hỷ.